Bá đại nhân, bá đại nhân, bá đại nhân, bá đại nhân, đại vương triệu ngài về. Về, không phải đại vương triệu kiến Y La sao? Hình như đại vương đổi ý rồi. Sao vừa nhắc tới Y La, đại vương liền không phải là đại vương rồi. Đại vương, thần quay lại rồi. Lẽ nào đại vương không muốn triệu kiến Y La nữa sao? Y La khiến quả nhân khó ứng phó nhất. Quả nhân có thể đoán được sao quái tới cầu kiến. Vì sao? Cô ấy nhất định muốn quả nhân dừng chiến. Y La chưa từng quên phụ thân quấy là Trung Ly Hậu. Quả nhân nhớ năm đó khi tiên vương phạt sở, cô ấy vì bảo vệ thành Trung Ly không bị chiến họa cướp sạch mà chấp nhận chịu công chúa nước sở sỉ nhục. Y La đó cũng là công chúa nước Ngô do tiên vương thân phong mà. Cô ấy dường như không nhớ tới thân phận công chúa này nữa. Cô ấy chỉ nhớ cô ấy là thiếu phu nhân của Tôn Vũ. Chắc chắn cô ấy thay Tôn Vũ tới thể hiện binh không cần đánh mà khuất phục. Quả nhân không gặp, quả nhân không thể gặp cô ấy. Lẽ nào đại vương sợ bị Y La lay động mà? Quả nhân muốn hoàn thành di nguyện của tiên vương trước. Tuyệt đối không thể vì một Y La, một nữ nhân mà từ bỏ thiên hạ. Đại vương thánh minh. Đúng là quả nhân không muốn bị Y La lay động. Khanh đi, đi nói với cô ấy, cứ nói quả nhân đang mưu đồ phá sở không đánh gặp cô ấy. Tuân lệnh đại vương. Thiếu phu nhân, gặp được đại vương phù sai không? Hắn không chịu gặp ta, chỉ sai bá đại nhân ra trả lời. Thiếu phu nhân không cần ảo não, giờ tên đã lên dây, ai khuyên cũng không được. Thật ra ta cũng biết không khuyên được, chỉ muốn nói hết điều ta muốn nói với hắn thôi. Nhưng ta lại không ngờ hắn sợ gặp ta. Như vậy cũng tốt, chứng minh hắn thiếu tự tin rồi. Chủ soái thiếu tự tin, ba quân liền không có định lực, chắc chắn sẽ thua. Có lẽ như vậy thành Trung Ly có thể tránh được một trận chiến hỏa. Thiếu phu nhân có thể về nói với tiên vương, có lẽ tiên sinh sẽ rất vui. Tiên sinh sao có thể vui được? Hai nước Ngô sợ chỉ cần khai chiến, dù ai thắng ai thua, tiên sinh đều sẽ đau lòng, sẽ đau thấu tim can. Trong lòng tiên sinh không chỉ có một nước Ngô, cũng không phải một nước Sở, mà là cả thiên hạ. Chỉ cần thiên hạ vẫn còn chiến hỏa bùng lên, tiên sinh sẽ vĩnh viễn không vui. Vẫn là thiếu phu nhân hiểu tiên sinh.
hết cuốn thẻ tre này tới cuốn khác, đã khái quát nguyên do thắng bại của chinh chiến trong thiên hạ rồi. Toàn cảnh chiến trường mấy trăm năm đều cô động lại trong gang tấc. Trong thẻ tre có tia sáng của tia sét và rền vang của sấm trời, có ngàn quân bày trận, vạn mã lao nhanh, có tấn công hào hùng, vu hồi cơ trí, cướp trại mơ màng, giết chóc chấn động lòng người. Không có những thứ này, còn có thể gọi là binh pháp sao? Tiên sinh, dốc hết tâm huyết viết nên 13 cuốn binh pháp, rồi lại chỉnh sửa nó thành 82 cuốn. Nhưng vợ suốt ngày ta nơm nớp lo sợ, ta lo những thứ này lưu truyền kiếp. Bọn họ dùng Tôn Vũ ta, muốn để ta dẫn binh đánh trận. Nhưng những thứ này nếu rơi vào tay Phù Sai, phải làm sao mới được đây? Phải làm sao mới được đây? Tiên sinh, chàng sao vậy? Tôn Vũ, binh pháp của người thử được không? Đương nhiên thử được. Để họ xem thử. Một chữ Môn, một chữ Nhật. Giang, đại vương là chữ Giang. Xin đại vương chặt tay phải của tiểu nhân, giết thê tử của tiểu nhân, giả vờ yêu ly có nợ máu với đại vương, sẽ tự có người báo cho Khánh Kỵ. Xem Khánh Kỵ tin tiểu nhân không, xem yêu ly có thể tiếp cận Khánh Kỵ lấy đầu hắn không. Yêu ly, yêu ly, nhanh dập lửa. Quả nhân đang muốn gà kế phá sở của Tôn Mãi Khanh. Thượng sách trong dùng binh là dùng mưu, tiếp đó là ngoại giao, kế đó nữa mới dùng binh, hạ sách là công thành. Lý luận này vừa hay dùng được trong phá sở. Ta rời Xính Đô ngày đêm đi gấp tới Huyền Thành. Từ Huyền Thành đuổi theo Tôn Vũ tới Tiêm Thành, lại từ Tiêm Thành đuổi về Di Thành, từ Di Thành lại đuổi về tới thành Hạ Châu. Nhưng đuổi tới đuổi lui lại không thấy bóng dáng Tôn Vũ đâu. Tôn Vũ giấu 60,000 đại quân của Hạp Lưu đi rồi. Lên trời xuống đất rồi. Tôn Vũ nghĩ tới một phương thuốc tiêu chảy, có thể khiến quân đội của Lệnh Doãn quân Sở Nan Hỏa bị tiêu chảy. Chỉ đáng tiếc thiếu một vị thuốc dẫn. Trước khi tới, ta đã lường được tiên sinh sẽ coi ta thành một vị thuốc dẫn rồi. Mồi nhử này phải là món ngon thượng thừa. Được, bổn vương đích thân đi làm mồi nhử. Sống lên. Đáng bị ông trời trừng phạt.
Nhưng mà đại vương, việc binh là chuyện lớn của quốc gia, ở nơi sống chết ắt có đạo tồn vong, không thể không xét kỹ. Đặc biệt là chinh chiến giữa hai nước, càng phải thận chiến dừng chiến. Binh không cần đánh mà khuất phục mới gọi là sáng suốt nhất trong sáng suốt. Quả nhân không tin không có Tôn Vũ Khanh, không có Ngũ Tử Tư Khanh, thì quả nhân không thể bước vào núi Cối Kê. Nhanh! Hộ giá! Thắp đèn, thắp hết đèn lên. Làm sao vậy? Tiên sinh, tiên sinh đốt hết 82 cuốc binh pháp và chiến trận đồ rồi. Tiên sinh đốt hết rồi. Tiên sinh đốt hết tâm huyết cả đời chàng ấy rồi. Trường Khanh, chàng hà tất phải khổ vậy chứ? Như vậy rất tốt, rất hay. Tiên sinh, Y La, nàng đi đi, không cần lo cho ta. Đi đi. Tiên sinh, để Y La ở bên chàng đi. Trời sắp sáng rồi. Đi.
Trời sáng rồi, ta nên hưởng triều. Tiên sinh, tiên sinh, có thể nghe Y La nói mấy câu không? Triều sáng gặp phù sai, tiên sinh có thể không nói những lời trước đây không? Vậy đảm bảo ta nói gì? Tiên sinh, nếu không đến mức này, Y La sẽ không nói với chàng những lời này. Xin tiên sinh thứ cho sự đường đột của Y La. Tiên sinh cố chấp, tiên sinh không đổi ước nguyện ban đầu, tiên sinh coi nhẹ cái chết. Nhưng xin chàng nghĩ cho phu nhân và Y La, chúng ta khó mà chịu được nỗi đau tử biệt. Tiên sinh, chàng trải qua chiến tranh, chủ trương không chiến, thận chiến. Chàng lặp đi lặp lại trong binh pháp, chàng trần tình hết lần này tới lần khác trước mặt quân vương. Nhưng chàng cũng biết, chư hầu thiên hạ vì một miếng ngọc, một con ngựa đã dấy lên can qua. Nào có quân hầu không chiến, nào có quân vương không nuốt máu người. Chàng có thể thay đổi dã tâm của phù sai sao? Chàng có thể thức tỉnh phù sai đang mê muội sao? Chàng có thể thuyết phục hắn thu cờ dẹp trống, biến chiến tranh thành hòa bình sao? Chàng có thể ngăn hắn bỏ trống nước Viễn Chinh, chinh chiến phạt sở sao? Không, không thể. Nếu đã vậy, cần gì tiên sinh phải uổng phí hơi sức, gây họa sát thân đây? Lẽ nào ta phải tán thưởng trận chiến vong quốc của phụ sai sao? Không, tiên sinh chẳng có thể im lặng, chẳng có thể không nói. Im lặng không nói. Tiên sinh, Y La cũng nóng lòng mà bất lực. Binh pháp của tiên sinh là trăng trời rẽ mây mù. Chỉ tiếc nay mưa dầm tầm tã, chỉ sợ tiên sinh nằm mơ hôm nay, trăm năm sau mơ cũng khó tròn. Đang nói gì? Đang nói Tôn Vũ đang mơ à? Tiên sinh, đừng nói nữa. Đàn đi đi, để ta yên tĩnh một lát. Ngũ Tử Tư cũng từng nói, ta đang nằm mơ. Ông ấy và nàng nói đúng. Quân vương hiền đức trên thế gian này vẫn chưa ra đời. Ta không thể không thừa nhận, đời này kiếp này có lẽ thật sự khó mà vẹn tròn giấc mộng này. Nếu đã vậy thì cần gì nhai đi nhai lại chuyện cũ rích trước mặt phù sai. Đây không phải là Ngũ đại tướng quân sao? Đây không phải thêm một vị đại tướng của nước Ngô à? Lão thần của tiên vương, mông còn đau không? Đừng nhắc nữa. Tôn tướng quân nhà, ngủ có ngon không? Một đêm không ngủ.
Tôn Vũ rung trời chuyển đất năm đó nay đâu rồi? Tôn Vũ năm đó chỉ huy thiên quân vạn mã quyết một trận tử chiến với Thẩm Mậu Tuất nay đâu rồi? Tôn Vũ à, năm đó ngài trên chiến xa của Ngũ Say xưa đó chiến đấu vì đại vương. Ngài xem, đi đi, đi đi, chiến đấu vì nước Ngô, chiến đấu vì đại vương, chiến đấu vì nước Ngô, chiến đấu vì đại vương. Con ngài đó giống ngài biết bao, giống ngài lúc trẻ biết bao. Năm đó khi đại vương phong ngài làm đại tướng quân, cũng uy phong lẫm liệt như này, cũng ghen ngang kiêu ngạo như vậy. Là con ta, nhưng không giống ta. Từ nhỏ đã đọc binh pháp của ta, còn thuộc lầu binh pháp của ta. Nhưng nó vốn không hiểu, nó cũng không hiểu Trung Hoa, càng không hiểu vô vi mà trị. Tôn tướng quân, đi xa rồi, đi xa rồi. Ngài đi tới chỗ Khổng Lão Tử luôn rồi. Ngũ Lão tướng quân cũng đọc Khổng Tử Lão Tử à? Bắt đầu ngẫm đọc, đọc muộn, đọc quá muộn rồi.
Nghĩ tới cầu tiện đó, tự nguyện tới cung làm nô, nằm gai nếm mật, dáng vẻ đáng thương, đại vương tuyệt đối không thể xem thường. Đại vương thả cầu tiện đó về nước Việt, chắc chắn hắn sẽ dốc hết sức vì nước, tích lũy sức mạnh. Giờ đại vương không hạ lệnh chinh phạt, xả tắc nước Ngô, ắt bị cầu tiện thôn tính, nói rằng bậy bạ. Quả nhân đang điểm minh xuất chinh, khanh lại mê hoặc lòng quân là có ý gì? Đại vương, ông trời ban nước Việt cho nước Ngô, đại vương không cần. Đại vương không biết vật có thể đổi, sao có thể dời. Số trời sẽ nghịch chuyển sau. Đây đều là những lời từ tận tâm can của lão thần, trung thành của lão thần, chẳng trời chứng giám. Được, Vũ Tử Tư, nếu khanh đã vậy, quả nhân lệnh khanh theo quân phạt sở. Quả nhân cho khanh cơ hội để tận trung. Đại vương, nếu đại vương đi phạt Việt trước, dù khiến Vũ Tử Tư tới trước dẫn tiền hai quân, Vũ Tử Tư cũng nguyện chắn mũi tên đầu tiên của người Việt. Nếu đại vương phạt sở trước, hủy xã tắc nước Ngô, Vũ Tử Tư sẽ nằm ở đây để thiên quân vạn mã dẫm qua người lão thần. Làm đi. Khanh không muốn theo quả nhân phạt sở đúng không? Vũ Tử Tư đã đầy da tróc thịt rồi, phá sở khó mà tuân lệnh. Nếu đại vương phạt sở trước, hủy xã tắc nước Ngô, Vũ Tử Tư sẽ nằm ở đây để thiên quân vạn mã dẫm qua người lão thần. Khanh không muốn theo quả nhân phạt sở đúng không? Vũ Tử Tư đã trầy da tróc thịt rồi, phá sở khó mà tuân lệnh. Vũ Tử Tư, hôm nay khanh ở đây cậy da lên mặt, nói năng hỗn xược với quả nhân, quả nhân há có thể tha cho khanh? Biên thổ nước Ngô do tiên vương xây dựng, ông trời phù hộ quả nhân, phù hộ nước Ngô. Phù sai không dám độc chiếm công lao, muốn tế chuông trống tiên vương. Vũ Tử Tư, khanh thấy sao? Đại vương à, Vũ Tử Tư thà chết trước mặt ngài, miễn để thần nhìn thấy đại vương bị câu tiện đó bắt được, nước Ngô bị nước Việt diệt.
ngài từ nước Sở chạy tới nước Ngô, qua Thiều Quan một đêm sầu bạc đầu. Ngài hiến kế cho Tiên Vương 3 năm, cuối cùng giúp Tiên Vương đăng cơ. Ngài vì để nước Ngô lớn mạnh và tu sửa thành Quách, luyện binh dũng, dốc hết tâm huyết, dốc lòng, dốc sức. Ngài theo Tiên Vương phạt Sở phá xính, quốc sát Sở Bình Vương, báo thù nhà Ngũ Tử Tư, ngăn hắn lại, không cho hắn gào nữa. Quả nhân không muốn nghe hắn gào mấy lời đó nữa. Ngũ Tử Tư, ngài chết oan uổng quá. Ngũ Tử Tư, Tôn Vũ, ngươi gào xong chưa? Quả nhân không muốn nghe ngươi gào những lời này nữa. Quả nhân muốn hỏi ngươi, ngươi vẫn không chịu theo quân giúp quả nhân cùng mưu đoạt thiên hạ sao? Thiên hạ, người trong thiên hạ vốn một nhà. Người nói gì? Hơn 2000 năm trước, hai đế Viêm Hoàng kết liên minh ở Càn Thành, từ đó các bộ lạc Hoa Hạ thành một nhà. Đại vương có từng biết lúc hai đế Viêm Hoàng kết liên minh có hành động gì không? Tôn Vũ, quả nhân đang hỏi khanh vì sao không chịu theo quả nhân cùng mưu đoạt thiên hạ. Khanh lại hỏi quả nhân chuyện không liên quan. Chuyện hai đế Viêm Hoàng kết liên minh đã trôi qua hơn 2000 năm rồi. Hai đế Viêm Hoàng ném bảo kiếm vào thác nước, tuyên cáo với thiên hạ từ nay bãi binh dừng chiến. Đại vương à, đất hình vuông, trời hình tròn, Trung Hoa là gốc rễ của thiên hạ. Khanh không cần nói nữa. Hôm nay quả nhân hỏi khanh một câu. Hôm nay điểm binh, 3 ngày sau lên đường. Đại quân nước Sở tiến thẳng tới Hán Thủy, tấn công thành Cư Sầu, Chung Ly trước, dẫn đại quân nước Sở tới quyết chiến ở khu vực Xích Mã. Chủ tính như vậy, ý khanh sau, lần chinh chiến này tuyệt không đúng đắn, hậu quả đáng lo. Cộng thêm Ngũ Tử Tư lại bị ban chết, bên cạnh đại vương toàn là gian thần như bá bì. Không bao lâu, Ngô Vương Đài này, Thành Cô Tô này, còn cả Ngô Vương Cung sẽ thành một vùng bụi gai, tường xiêu đổ nát. Nước Ngô sắp vong quốc rồi. Tôn Vũ to gan, người dám ở đây ăn nói bậy bạ. Quả nhân thật sự không muốn làm trái di chiếu của Tiên Vương. Nếu không, dẫu người có 9 cái mạng cũng chết hơn 10 lần rồi. Được, nếu người đã không muốn theo quả nhân phạt Sở phá xính cùng mưu đoạt thiên hạ, vậy người phải dâng 82 cuốn binh pháp, 9 cuốn chiến trận đồ người vừa chỉnh sửa xong cho quả nhân. Đại vương xem trọng binh pháp Tôn Vũ chỉnh sửa vậy sao? Đương nhiên. Người từng dùng 13 cuốn binh pháp khiến thiên hạ thán phục, nghĩ ác 82 cuốn binh pháp đó sẽ càng phát huy kỳ lạ, thế không cản nổi rồi. Này quả nhân phạt Sở phá xính, hoàn thành di nguyện của Tiên Vương, đang cần dùng tới, cũng vừa hay là cơ hội tốt trời ban để kiểm nghiệm binh pháp tôn tử của người. Đại vương xem trọng binh pháp của Tôn Vũ như vậy, vậy thì phái người đi theo Tôn Vũ lấy đi. Đi lấy. Tới đâu lấy? Trong La Phù Sơn. Binh pháp Tôn Vũ dốc hết tâm huyết viết nên đã giấu trong La Phù Sơn từ lâu rồi. Tôn tướng quân, vậy thì đúng rồi. Đại vương, thần nguyện theo Tôn Vũ tới La Phù Sơn lấy binh pháp về dâng cho đại vương. Được. Quả nhân lệnh bá thái tể cùng khanh tới La Phù Sơn lấy binh pháp về. Nhưng nếu có giàn trả, Tôn Vũ, cả nhà khanh sẽ bị chém hết.
Tuyệt không khoan thứ, tuyệt đối không. Đại vương, đường vào núi không dễ đi lắm. Tôn Vũ cần một con ngựa. Một con ngựa tốt. Một con ngựa. Lẽ nào quả nhân còn thiếu ngựa tốt sao? Người đâu, dắt ngựa của quả nhân tới đi. Tôn Vũ, khanh nhìn rõ đi, đây là ngựa của quả nhân. Giờ quả nhân ban đó cho khanh. Khanh cùng bá thái tể nhanh chóng vào núi lấy binh pháp về dâng cho quả nhân. Quả nhiên là con ngựa tốt. Vương Thúc, bái kiến Vương Thúc. Bái kiến Vương Thúc. Tôn Vũ à Tôn Vũ, từ khi cậu rời núi, lão hủ ngày nào cũng cầu nguyện cho cậu. Xem ra cầu nguyện không có tác dụng gì rồi. Cậu vẫn đắc tội phù sai rồi. Nếu không sao lại bị giải tới đây? Vương Thúc, có những lời có thể nhịn được, có những lời liên quan tới Giang Sơn xã tắc Lê Dân Bách Tính thì không nhịn được, vẫn nên nói với đại vương. Cậu làm vậy là đang gãy tay trâu, tự chuốc lấy khổ. Vương Thúc, Ngũ Tử Tư chết rồi, trên trời lại thiếu đi một ngôi sao, tiếp theo sẽ là ai đây? Vương Thúc, Tôn Vũ khăng khăng không chịu theo đại vương xuất chinh thảo phạt nước Sở, nhưng đại vương không hề phạt tội ngày ấy. Đại vương còn ban ngựa của ngựa cho Tôn Vũ. Có thể thấy đại vương đối với Tôn Vũ ân trọng như núi. Ngựa tốt, đúng là con ngựa tốt. Nếu phụ sai đã ban ngựa tốt như vậy cho cậu rồi, nghĩ chắc muốn đổi lấy binh pháp cậu mới viết nhỉ? Đúng vậy, ta dẫn họ vào núi lấy binh pháp. Vương Thúc, xuất phát từ Cô Tô, cả đường chưa từng nghỉ chân. Ta giờ rất khát, bụng cũng kêu rột rột rồi. Có nơi nào có thể ngồi uống ngụm trà nóng, ăn miếng lương khô không? Y La, thiếu phu nhân. Đại vương triệu chàng tới Cô Tô Đài, cả nhà lớn bé đều hốt hoảng lo sợ theo, đặc biệt là phu nhân đổ mồ hôi dễ nhảy, đa phần là bị sợ hãi rồi. Cho nên ta tới chỗ Vương Thúc xin chút thuốc. Một mình Tôn Vũ liên lụy cả nhà rồi. Hiểu phu nhân, đại vương lệnh Tôn Vũ ta lấy binh pháp. Nếu cô cũng ở đây, vừa hay chúng ta cùng đi. Lấy binh pháp rồi chúng ta cùng về Cô Tô, đại vương sẽ trọng thưởng cho các người đó. Nếu không lấy được binh pháp, hiểu phu nhân, cô nên theo Tôn Vũ đi xa một chuyến rồi. Bá đại nhân, mời dùng trà nước. Mau uống đi. Uống xong chúng ta đi. Cậu sẽ không thật sự giao binh pháp cho hắn đó chứ? Tiên sinh đã đốt hết những binh pháp đó rồi.
đốt rồi. Bá đại nhân, gió trong núi mạnh, ngài phải cẩn thận bị lạnh đó. Bá đại nhân, ngài cũng mệt rồi, ngủ một giấc thật ngon đi. Tôn Vũ xin cáo từ. Tôn Vũ, đồ nhi, con bỏ thuốc nhiều rồi. Được rồi, Vương Thúc, ta đã hẹn với phu nhân rồi. Cô ấy sẽ dẫn Tinh Nhi và đám người Điền Địch chờ ta ở hẻm núi phía trước. Sắc trời không còn sớm nữa, ta cũng không tiện nữa. Các người nhanh chóng lên đường, tránh để phu nhân đợi lâu. Đi đi, tiếng người càng dẫm cũng phải từ biệt rồi. Chờ các người sắp xếp xong, ta sẽ đi tìm các người. Vậy Tôn Vũ cung kính chờ Vương Thúc. Sư phụ xin bảo trọng. Đi đi. Báo lên, tất cả tỉnh lại, cả đám vô dụng này. Tôn Vũ chạy rồi, không lấy được binh pháp. Xem đại vương trừng trị các ngươi ra sao, còn không mau đuổi theo. Di nương, chúng ta sắp đi đâu vậy? Theo gia gia con là được rồi. Thiên hạ rộng lớn như vậy, còn không tìm được một nơi để an cư sao? Đại vương, hãy cho một Tôn Vũ vậy mà dám trêu đùa quả nhân, tội đáng vạn lần chết, trời tru đất diệt. Đại vương, không có Tôn Vũ, không có 82 cuốn binh pháp Tôn Vũ chỉnh sửa, quả nhân cũng vẫn phạt sở phá sinh. Quả nhân nhất định phải hoàn thành di nguyện của tiên vương, tranh bá chư hầu, nhất thống thiên hạ. Minh Nguyện Sơn, nước Trần. Vương Thúc,
Đây không phải 82 cuốn bình pháp sao? Không phải cậu đốt rồi sao? Đốt thì đốt rồi, nhưng đều khắc ở đây rồi, không xua đi được. Tiên sinh nói chàng ấy nghĩ kỹ rồi, vẫn nên viết ra những binh pháp trong đầu này, phải viết lại, tu sửa lại, phải để lại cho hậu thế. Người đời sau sẽ có người thật sự lĩnh ngộ được dũng tâm lương khổ của ta. Ta còn phải vẽ 9 cuốn chiến trận đồ nữa. Ta tin binh pháp tôn tử ắt sẽ thành kế hay để an bang trị nước của hậu thế, để thiên hạ được thái bình. Sống thanh bần vui đời đạo mới là quân tử. Tôn Vũ, cậu xem cậu, cậu theo các phu nhân của cậu sống trong căn nhà ba lùa, gió lùa, tuyết lùa, mưa lùa này, có được chính khí của trời đất, hấp thu tinh hoa của trăng trời, khát thì có nước suối, đói thì có táo rừng, lúc lạnh thì dựa vào nhau sưởi ấm, càng hiếm có được là rời xa huyên đáo, quyết chí không nổi. Cậu xem, lần nữa chỉnh sửa lại 82 cuốn binh pháp, 9 cuốn chiến trận đồ. Tôn Vũ à Tôn Vũ, hãy cho một Tôn Vũ tử. Trên đời này lão hủ bái phục nhất chỉ một mình cậu thôi. Nên có hai người nữa nhỉ? Còn hai người nữa. Ý cậu là Lão Tử và Khổng Tử à? Vương Thúc, người từng đồng ý đưa ta đi gặp Lão Tử và Khổng Tử, lẽ nào quên rồi sao? Sao quên được chứ? Chuyện này quan trọng như vậy sao quên được? Vương Thúc, tiên sinh luôn nói với con muốn đi gặp Khổng Tử và Lão Tử, nói họ đều là kỳ tài hiếm có. Lẽ nào họ còn kỳ tài hơn cả Vương Thúc sao? Trước mặt hai vị kỳ tài này, sao lão hủ dám nhắc tới một chữ kỳ? Nếu hai người họ như núi cao phải ngước đầu nhìn, thì ta chỉ như một hạt bụi trần. Nếu hai người họ như côn bằng trên biển lớn, ta chỉ là một con cá nhỏ trong vết bánh xe mà thôi. Vương Thúc khiêm nhường quá rồi. Những năm này nếu không có người chỉ bảo, Tôn Vũ cũng không đi được tới hôm nay, càng không viết ra được 82 cuốn binh pháp này. Quá khen rồi, ván cờ này chúng ta tạm thời không chơi nữa, chờ khi quay về lại chơi tiếp. Vương Thúc, người đang vội đi đâu vậy? Dẫn Trường Khanh đi tìm Lão Tử, Khổng Tử. Ta biết hàng năm cứ tới Tết Trung Thu, họ chắc chắn sẽ hẹn gặp nhau. Mong năm này có thể gặp được. Vậy thì còn chờ gì nữa? Mau đi thôi. Phu nhân có muốn đi cùng không? Vương Thúc, ta thấy ta thì thôi đi. Ta vẫn nên ở nhà chăm sóc tinh nhi của chúng ta cho tốt. Để Y La đi cùng Trường Khanh đi. Lão Tử, Khổng Tử này, cộng thêm Tôn Tử cậu nữa, tam tử gặp nhau, đúng là chuyện mừng của thiên hạ. Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Trên đời có Lão Tử, Tôn Tử, Khổng Tử, sẽ có lễ nhạc, sẽ có binh kinh, sẽ có đại đạo. Nếu ta thực hiện được việc này, thật đúng là may mắn ba đời. Nào, Vương Thúc uống trà.
Tôn Vũ, ngài nhìn thấy chưa? Mở to mắt của ngài mà nhìn đi. Ngài nhìn đi. Phu tử, trong tiếng đàn của ngài lộ ra chí nguyện cao xa. Khúc nhạc này là nhạc sư Tương Tử truyền thụ cho ta. Mỗi lần ta đàn khúc nhạc này đều tưởng tượng tới ánh mắt lúc hài đế Viêm Hoàng kết liên minh năm đó, nhất định là sáng ngời mà sâu sắc, có thể nhìn thấu trời xanh. Hài đế Viêm Hoàng không chỉ lưu lại nhạc, còn để lại lễ,
dùng lấy trị thiên hạ, thiên hạ liền biết vuông tròn. Phu tử, nghe nói ngài lại thêm mấy chữ dư thừa rồi. Dư thừa sau nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, năm chữ này có thể khiến trời đất càng vuông tròn hơn. Tôn tử, cậu có biết như thế nào là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính không? Theo Tôn Vũ thấy, chim câu bón con non, quả nuôi cha mẹ già, đó là nhân. Hươu có cỏ gọi bầy, ông gặp hoa rủ đàn, đó là nghĩa. Dê quỳ bú sữa, ngựa không hiếp mẹ, là lễ. Nhện văn mạng kiếm mồi, kiến xây tổ tránh nước, là trí. Trời chưa sáng thì gà chưa gáy, chưa tới ngày nhãn chưa về năm, đó là tính. Lão tử, ngài xem đi, nào có dư thừa, năm chữ không thiếu một chữ. Chim, ta biết nó có thể bay. Cá, ta biết nó biết bơi. Nhưng rồng, ta không biết nên đối xử với nó sao mới tốt. Rồng cưỡi gió đi mây, thuộc về bầu trời. Có lẽ lão tử có thể xưng là rồng nhỉ? Ta trốn tránh nơi núi sâu, ẩn cư trong hang động, không cầu danh vọng. Thấy triều Chu đã suy bại, liền muốn tới nơi xa. Phu tử, còn gì muốn nói sao? Tôn Vũ may mắn gặp được hai vị thánh hiền, rất muốn xin chỉ dạy học vấn về binh pháp. Ta không chút hứng thú với binh pháp, cậu vẫn nên hỏi phu tử đi. Ta cũng không chút hứng thú với binh pháp, nhưng ta muốn nói về nhân và nghĩa, nói về trung và hòa. Nếu hai vị thánh hiền đã không muốn nói về binh pháp, vậy Tôn Vũ xin thỉnh giáo điều khác. Tôn Vũ biết Khổng Tử đề xướng Chu Lễ, khởi xướng nhân nghĩa. Lão Tử tôn sùng Thanh Văn, chủ trương vô vi mà trị. Tiên sinh biết trên đời có thủy hỏa cương nhu, âm dương, trên dưới thiên địa, cũng nên biết có một thứ có trước trời và đất, vô hình vô thanh, tồn tại độc lập, vĩnh viễn không thay đổi, tuần hoàn lặp lại, vĩnh viễn không ngừng. Ta thật không biết thứ này gọi là gì, bèn miễn cưỡng gọi là đại đạo. Đại đạo, trời lớn, đất lớn, người lớn, bốn điều lớn trong vũ trụ, con người là một trong số đó. Con người phải tuân theo quy luật của đất, đất phải tuân theo quy luật của trời, trời tuân theo quy luật của đạo, đạo tuân theo dáng vẻ vốn có khi sinh ra. Quy luật dùng binh lý tưởng của Tôn Vũ là binh không cần đánh mà khuất phục, là sáng suốt nhất trong sáng suốt. Đây thật ra cũng là mượn Trung Hòa của Khổng Tử và vô vi mà trị của Lão Tử. Binh pháp của Tôn Vũ cũng tuân theo quy luật của thiên địa tự nhiên. Trung Hòa là gốc rễ của thiên hạ, vô vi mà trị là cảnh giới cao nhất. Hai vị thánh hiền, nếu hai đế Viêm Hoàng đã kết liên minh ở đây, nơi này đương nhiên là nơi đặt nền móng của dân tộc Hoa Hạ. Hai vị thánh hiền, những lời nói hôm nay đều có ích rất lớn với người trong thiên hạ, chuyện trong thiên hạ. Tôn Vũ càng có được lợi ích không nhỏ. Tôn Vũ biết người thiên hạ, thế thiên hạ, phân lâu sẽ hợp, chung quy sẽ nhất thống. Giờ Tôn Vũ mở mắt liền nhìn thấy được, việc binh là chuyện lớn của quốc gia. Ở nơi sống chết, ắt có đạo tồn vong, không thể không xét kỹ.